Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Nay em giới thiệu đến mọi người con DVD đề nông A1 ha. Con này thì em cũng đã nói trước đây rồi ha. Con này nó chạy 4 chip giải mã PCM1704 ha, giống như là cái con đề nông S10 3 la mã limited ha. Và cho nên chất âm con này nó rất là dày dặn nè. Và giải mã 24 bit ha. Nó có hai đường giải mã là đường quang và đường đồng trục ha. À, rồi ở đây em test con em test cái giải mã nha. Em test cái giải mã trước rồi để test CD sau. CD thì nó không kén đĩa. Dạ. Tiếng nó rất chi tiết mà bass nó cũng lực lắm ạ. Dạ. Này là cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ của em học trò. Này là bánh trưng mẹ già tự tay gói gửi cho con. Này là cộng kết nối của nó thì đây nó có hai loa trước ha, hai loa trước, loa bên này là loa trái loa phải ha. Thì mình cắm đường nào cũng được, hai đường này hoặc hai đường dưới đều được ha. Loa trước trái phải nó có bốn loa thì mình cắm đường trên hoặc đường dưới đều được ha. Và nó có một quang một đồng trục vào ha. Đây một đường đường quang và một đường đồng trục vào, và một đường quang và một đường đồng trục ra ha. Và đường quang đường đồng trục ra. Con này nó có đường đường link internet nhưng mà em không biết xài cái cổng đó ha. Số seri của nó đây ạ. Dạ 500549 ha. Dạ. Con này là made in Japan ha. Công suất tiêu thụ của nó là bao nhiêu đây ạ? 38W ạ. Dạ 38W ha. DVD A1 ha. Đầu đẹp như mới các bác. Dạ. Rất là đẹp ha. Em đang giải mã nha. Khi xuân về vui thật là vui, không quên người xuân gió phương trời. Âu yếm người tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương, tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Đó là phần giải mã ha. Bây giờ mình không giải mã nữa, mình bật qua DVD ha. Và mình thử CD ha. Con này thì nó không kén đĩa. Dạ không kén đĩa đâu. Rồi ha. Dạ đĩa phono đọc tốt các bác. Dạ. Mắt đọc nhanh luôn ha. Dạ, rồi con này giải mã 24 bit nha các bác. Dạ chạy chip PCM1704 cực kỳ gấu ha. Con này nặng 16 17 kg gì đó. Dạ rồi em xin kết thúc cái clip giới thiệu con A1 tại đây ha. Dạ em
Vẫn còn rất là nhiều đầu giải mã khác, các bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới giúp em nha. Rồi em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.